Na ơi, đâu rồi? Ơ, chúa đi đâu rồi? Na. Kìa. Ôi giời ơi. Con làm gì đấy? Hả? Con làm gì đấy? Ngồi gãy vali bây giờ. Đây, đi, đây này. Ngồi gãy tủ bây giờ con. Đi, gãy đi. Nào, hai chị em đã chuẩn bị tinh thần chưa? Nào, tỉnh táo chưa? Đầu tóc bù xù và cũng sưng húp lên rồi. Ngày hôm nay mẹ xin thông báo nha. Lát nữa này, hai chị em sẽ ở nhà mình với nhau. Bà với bố với mẹ sẽ tất cả mỗi người phải đi làm việc riêng của mình và sẽ không ở đây. Chỉ có hai đứa ở đây thôi. Đấy, thử thách 24 giờ các con say yes với mẹ, đúng không? Là các con sẽ có một số các cái nhiệm vụ này. Một, hai chị em phải giặt quần áo. Hai, là hai chị em nấu ăn cho nhau. Và nấu ăn thực ra, nhưng mà mẹ đã chuẩn bị nguyên vật liệu hết tất cả mọi thứ rồi. Làm bữa ăn bằng món kimbap. Món đấy thì các con không cần phải bật bếp các thứ lên, không có bỏng các thứ ở nhà, trẻ con ở nhà. Ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ Mina thay quần áo thôi. Bố Su, bố buồn mẹ. Này, mẹ, mẹ. Bọn con cứ phải làm như là lúc mẹ xuống tham quan hồ bơi, xong rồi bọn con ở trên này một mình thì mẹ nghĩ đến như thế nào? Rất là vui luôn, rất là vui luôn. Bố chỉ dặn này là không đi ra ngoài ban công thôi nha. Đố nhá, đi ra ngoài ban công nhá. Đây nhá, con ơi, đi đồ đây này. Đi ra. Ôi trời trời trời. Wow. Không, không ít. Không, không ít, ngày xưa ít được. Nguyên liệu đã để sẵn ra rồi và không phải dùng đến bếp. No cơm. How do we do kimbap with no the cơm? Cơm đây, cơm đây. Cơm đây. Sau khi đã đặt vào trong này, mình đã có cơm trong này rồi nhá. Quan trọng nữa này, rửa sạch tay trước khi đụng vào đồ ăn. Sao lại đánh vào đi đèn như thế con? Đúng, chị yêu con à. Yêu ạ. Nhá. Rồi giặt đồ các thứ là mẹ đã chia làm hai rổ quần áo rồi đấy. Anh ơi, đi 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 đi. Bye bye, come on nha. Bye. 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 Cần đi gọi mẹ nha. Bye bye bye. Chị nhớ mẹ về à? Không, không, không. Chị nhớ mẹ không về nữa. Không đón nha. Ok. Ôi trời chết rồi. Sô. Cái này nó không cần mình rồi. Mẹ ơi, mẹ phải về. Hả? Ok, sợ rồi đúng không? Bà tóc đen nhá. Bà Doraemon nhá. Nhuộm đen lại đi. Ok nhá. Bà Doraemon nâu nhá. Doraemon nâu là thơm nặng. Thơm nặng. Ôi ôi, tiết mục thơm mấy. Vài năm nữa đâu, thích nữa. Mình ngày xưa nhà thế á, chỉ mong bố mẹ đi vắng để được ở nhà quậy. Và hôm nay thì chúng mình sẽ phải dọn nhà. Không phải thử thách. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, đúng rồi. Ờ mình dọn phòng bố mẹ trước. Nắp chai này. Bố mẹ vào phòng bố mẹ rất gọn ạ. Su, bên Su giải chăn ra. Bây giờ thì mình thấy cái toilet này là nó bừa quá giới hạn luôn các bạn ạ. Đây nhá, đây. Thêm đánh răng còn lên cả khăn này. Đây là tác phẩm của ai đây? Đố mọi người biết. Rồi đây, bây giờ mình sẽ dọn phòng của Misu Hồ. Cần câu cá, không đi với đồ chơi câu cá.
bút chì màu, bao cây ngắn, câu cây dài, giấy thì xé ra. Em muốn ăn chưa? Em chưa. Chị chưa ăn sáng. Ok. Ăn nhá. Em chưa ăn sáng nữa. Hôm nay thì chúng mình sẽ làm món kimbap. Như mẹ đã chuẩn bị cho bọn mình rồi. Đầu tiên đó chính là gì? Dưa chuột, cà rà rốt, rong biển, trứng, xúc xích, cơm. Không để mọi người chờ lâu hơn nữa, vào thôi nào. You why you drink my water? What? Now you get one piece of seaweed, miso. Next bit, you get the cơm. You get a full spoon of rice. You put it in here. Okay. Like at the edge, like here, like there, like here, and put boom. Now you spread it out. Let me spread it out, okay? And then I will give it to you, okay? Okay. Bây giờ mình sẽ lấy một cái dưa chuột. Một cái dưa chuột cho vào đây. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thêm hai miếng cà rốt. Trứng thì em muốn ăn nhiều trứng không? Không, em ăn một trứng được. Không, hai trứng. Hai trứng để nó có một cái vị của trứng chứ không. Nó chỉ sật sật thôi chứ nó không có vị của trứng, hiểu không? Hai miếng xúc xích dài nhá. Nếu như em muốn ăn nhiều xúc xích thì em cho ba cái. Quấn này xong rồi cái chỗ này nó sẽ không dính, vậy nên mình sẽ cho một xíu cơm để vào. Chết nó ra. Đấy. Xong rồi mới quấn vào cho nó dính. Rồi xong một cụm. Mẹ ơi nhìn này. Ôi nhanh nè. Con đã làm được rồi nha. Bọn con dọn hết cả nhà rồi, lúc trước là quần nhà nhưng mà đã làm kimbap rồi. Ồ, đẹp đấy, trông có vẻ được đấy. Xong là phải cắt ra cơ con ạ. Vâng. Vâng ạ, chỉ con cắt rồi vâng ạ, bảo là phải cửa. Nếu không mà cắt mà phập một cái là nó sẽ bị nhão cái kimbap ra và nó sẽ bị phò nhân ra. Đúng rồi, mới cả phải để cho nó nguội con ạ. Nếu mà cơm mà nóng á là cắt nó sẽ bị nát đấy. Nhanh thế nhờ. Hai chị em đừng phá nhà nhá. Vâng, bọn con dọn nhà mà, bọn con đâu có phá nhà đâu. Ok. Mẹ bị ngược tình huống rồi. Trình bày đẹp nha con nha. Trình bày rất đẹp luôn. Ok. À mẹ, từ từ. Nào. Đây con cho mẹ xem tác phẩm con sẽ làm. Con đang làm rồi. Có mẹ này. Wow. Còn con. Đẹp thế nhờ. Bé đi mới có được một lúc chưa lâu lắm mà đã làm được tận mấy việc rồi đấy. Dọn dẹp nhà cửa, nấu rồi đấy. Rồi, ok con, nha. Ăn nào. Em không ăn cái này. Em không ăn cái này. Em phải ăn. Em phải heo chơi được không? Chơi rất ngon. Nhớ. Chị sẽ cho em mượn iPad được. Có, em ăn rất nhiều nhoàn nhưng mà em không ăn dưa chuột. Không ăn dưa chuột để rút dưa chuột ra. Vâng, em cho mẹ đi. Em ăn mấy ngày. Cho mẹ. Anh đang chú. Con đang làm gì đấy? Con đang ăn. Đang ăn à? Ừ. Làm có ngon không? Chị làm có ngon không? Ngon. Thế à? Thế
cần gì thì lại gọi mẹ nha. Wow. Mở cửa cho người lạ con nha. Nhớ chưa? Không là bắt cóc ấy. Vâng. Xin chào các bạn ở dưới gầm ghế. Mình là Mino Hồ đến từ kênh Gia đình Giác Hồ. Wow, thật là bẩn. Nhìn em làm trái tim bằng chân với tay nhá. Hả? Nhìn này. Wow, thế à? Wow. A pura. Pura. Pura, pura, pura. A pura, 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 pura. Con ơi, đã đến làm đến đâu rồi? Vâng ạ, bọn con đang chuẩn bị đồ để giặt quần áo rồi ạ. Các con chỉ còn có khoảng hơn một tiếng nữa để hoàn thành thôi. 12 giờ là mẹ về là phải xong xuôi hết rồi đấy. Vâng, chào mẹ, chào mẹ, chào mẹ, chào mẹ. Mẹ như là các bạn nhỏ đã rất là hứng thú và hoàn thành được cái thử thách này. Có vẻ đơn giản đấy. Cho nên là khi mà các bạn ấy hoàn thành rồi thì mình cũng phải có một cái gì đó để động viên tinh thần. Bây giờ sẽ đi mua một món quà. Quà này thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà là thứ mà các bạn ấy hôm nọ các bạn ấy đi vào trung tâm thương mại các bạn đòi nhưng mà mẹ không cho mua, bởi vì là chẳng có một cái lý do gì để tặng quà cả, mà mình cũng không nên tặng quà một cách quá dễ dãi như thế cho trẻ con, đúng không? Đi mà đạt được một thứ quá dễ dàng như thế thì sẽ không trân trọng. Cho nên là khi mà phải làm được một cái điều gì đó mình mới tặng quà thì nó mới có ý nghĩa. Nuôi được cái châu phất cờ mà dễ đưa cho nay sạch sẽ bắt đầu không vào hôm mình thế nào được rồi ta nhớ. Run. Rồi quá. À là lo rồi. Rồi. Thắng có má, sao không yêu? Nào, biết rồi, phải từ từ đấy chứ nào. Cứ lằng nhằng thế hả? Này! Sao? Ra soi gương đi, đẹp lắm. Là muốn hư là muốn ngoan. Con có một tiếng nữa thôi mà về nhà bây giờ làm sao mẹ? Làm sao? Em muốn ngồi vào ghế phạt đâu? Thế đi em ngoan đi. Em muốn tăng lên hay là dừng? Ngồi một phút thôi chị. Thấy chưa? Một phút rất ít, có đúng 60 giây thôi. Thật, quay cái đầu vào. Em không được hư, tham hư. Này. Nha, nghe rõ chưa? Một phút nha mọi người, ngồi đây mọi người đếm nữa. Nha. Khi mà kết thúc có thể là đang nghĩ là Mina và Misu sẽ hoàn thành được cái challenge này rất là xuất sắc, cho nên là sẽ mua một cái món quà cho các bạn nhỏ để khích lệ tinh thần. Cái này là xếp hình.
ra đây cái này xem đi nào. Xong rồi đấy, ngồi ở đây. Chị bảo này. Sao em hư? Không khóc. Tại sao em hư? Em muốn mẹ. Con có mỗi giặt quần áo thôi. Mẹ ơi, giặt đồ như thế nào? Con nhìn thấy một cái lọ mà kiểu nước tăng cường không? Nước tăng cường vệ sinh quần áo. Cái đấy ấy, con pha ra để con ngâm 60 phút. Nhưng bọn mình chỉ ngâm với mấy cái loại mà như kiểu là khẩu trang này, khăn mặt này. Chờ tí. Bởi vì cái đấy là cái loại dùng riêng cho mấy đồ mà mình cần phải kháng khuẩn nó sạch hơn để trước khi giặt. Đấy, cái đấy là dùng riêng cho mấy cái đồ như là... Hai cái này thì sao? Mấy quần áo giặt bình thường được, nhưng mà mấy cái đồ khẩu trang rồi khăn mặt rồi là đồ... Đây rồi, con cho vào đây rồi thì sao ạ? Không phải sao? Con cho vào đây rồi ạ. Đem đổ cái này vào đây đi. Ngâm vào chậu. Cái đấy phải ngâm vào chậu 60 phút. Xong đổ cái nước tăng cường đấy vào trước. Ngâm nó trước khi giặt. Mẹ ơi mẹ, con bảo này pha như nào? Ở trong đó có hướng dẫn đấy con. Pha loãng 60ml nước tăng cường vệ sinh vào 6 lít nước. Ngâm quần áo trong vòng 15 phút để loại bỏ vi khuẩn và 60 phút để loại bỏ virus. Sau khi ngâm, vắt cho ráo nước. Tiếp đó, giặt quần áo như bình thường cho cả giặt tay và giặt máy. Đã hiểu chưa? Con hiểu chưa? Dạ rồi. Tại mẹ khi nào mẹ về? 12 giờ mẹ về. Em sẽ đếm cùng chị nhá, bao nhiêu nhá. Đối với là mình sẽ ngâm khẩu trang trong bao nhiêu lâu? 30 phút. Hả? Sai. 40 phút. Sai. 1 phút. Sai. 60 phút. Đúng rồi. 60 phút. 60 phút là 1 tiếng. Suddenly, Annie closed her book. She looked up into the sunset. They ran up the street and into the Frog Creek woods. Thì mình nào, em bảo Jack Day á. Jack Day, Annie Day. The edge of the flowery meadow. When they got close to the village, they saw an open area. Beautiful? Yeah, I like this girl. This girl? Yeah. Nhưng mà thôi, bây giờ chị bảo này có chỗ này vui lắm. Yeah! Nằm ngủ à? Bây giờ sẽ quay trở về xem là cả một ngày trời thì các bạn đã làm nhiệm vụ được giao đã hoàn thành xong chưa? Stop and pull out the book. Jack, ai đấy? Phòng của mẹ. Mẹ xem nào. Toilet. Toilet à? Toilet. Toilet. Đâu? Úi dồi ôi. Phòng can nữa. Phòng can nữa. Phòng can. Sắt cọp. Biết giờ đi mà. Tí nữa cô dọn nhà lên là thất nghiệp rồi. 12 giờ cô ấy lên để cô dọn như bây giờ nhà như này dọn cái gì nữa? Nào, quần áo, tôi xem quần áo giặt đến đâu rồi. 60 phút chưa?
đủ 60 phút rồi thì mình sẽ bắt xong mình cho vào máy giặt. Mình giặt như bình thường. Đổ từ từ thôi, một nắp rồi. Thôi rồi, ok. Rồi, và đổ một nắp nước xả vải vào bên cạnh nữa đi. Vừa vừa thôi, đừng có đầy quá. Rồi. À ok, được rồi, đi ra đi con. Sao? Rồi. Bây giờ đến giờ trưa rồi, ăn cơm đi. Không, con mới ăn sáng rồi. Hello em. Hôm nay là hôm thất nghiệp rồi, các bạn mới dọn sạch lắm. Thì khi nào ấy thì chị báo phải không qua đây. Ok ok, ừ, cảm ơn em. Mẹ nhưng mà bọn con đã ăn kim bắp rồi, bọn con no. Cần con mẹ ăn thì con cho mẹ ăn thử. Vâng, mẹ ăn đi. Mẹ ăn thử xem nào. Mẹ test thử đi. Bình thường là mẹ Giang rất ít khi ăn rong biển bởi vì không biết ăn. Tay nha. Vâng. Tay đi. Rong biển có được không? Được ấy nhở? Ngon đúng. Ngon. Ê, mắc rong biển là rong kia. Đó. Để kết thúc cái thử thách này, trong nguyên một ngày hai đứa ở nhà đã làm hoàn thành xuất sắc thử thách mà mẹ đưa ra. Nhà cửa sạch sẽ, vừa giúp việc thất nghiệp, tập quần áo này, không có mẹ này. Hai đứa rất giỏi, chính vì thế cho nên là mẹ đã chuẩn bị hai món quà. Hai món quà đứng ngay đây xem nào. Hai món quà cho mỗi bạn. Quà này là của chị Mina. Quá. Rồi, quà này là của bạn Michu. Đấy, bây giờ các con mở quà ra đi. Và bây giờ chúng mình sẽ unbox quà. Phần thưởng trong ngày hôm nay chúng mình đã ở nhà với nhau. Hai tay. Yeah. Wow. Thích không? Đúng món quà của Su mơ ước không? Yeah. Để đến chị đây. Oh my god. You're so happy. Wow. Is that the toy you? Yeah. Yeah, thích chưa? Bây giờ, nhưng mà bây giờ mở món quà của Xuân nói gì nhỉ? Hai